Xin chào quý vị, mời quý vị đón xem bản tin sáng cuộc sống 24 giờ ngày 25 tháng 8 năm 2024 của Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC. Tôi là Duy Anh. Và tôi là Thu Hiền. Sau đây là những thông tin chính sẽ có trong chương trình hôm nay. Thành phố Hồ Chí Minh sẽ bố trí và tổ chức 2 điểm bắn pháo hoa chào mừng kỷ niệm 79 năm ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Người lao động muốn có mức lương cao hơn có thể tham gia bảo hiểm hưu trí bổ sung. Bộ Công an đã đưa ra đề xuất về 189 hành vi, nhóm hành vi vì bị trừ điểm trên giấy phép lái xe, được coi là biện pháp xử phạt vi phạm giao thông văn minh, hiện đại và nhân văn. Trong bối cảnh giao tranh dữ dội, tàn phá hầu hết cơ sở vật chất, tại giải Gaza hiện giờ, nước còn quý hơn cả vàng. Một cuộc thi sắc đẹp của Nam Phi đã đi vào lịch sử sau khi người chiến thắng trở thành thí sinh khiếm thính đầu tiên đăng quang Hoa hậu. Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa có văn bản về việc tổ chức bắn pháo hoa chào mừng kỷ niệm 79 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, mùng 2 tháng 9 năm 1945, mùng 2 tháng 9 năm 2024. Dưới đây là chi tiết các điểm bắn pháo hoa và lịch nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Hai địa điểm bắn pháo hoa gồm khu vực đầu đường hầm sông Sài Gòn, phường Thủ Thiêm, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, bắn pháo hoa tầm cao và công viên văn hóa Đầm Sen, phường 3, quận 11. Thời gian bắn pháo hoa là 15 phút, kéo dài từ 21 giờ đến 21 giờ 15 ngày mùng 2 tháng 9. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo Bộ Tư lệnh thành phố xây dựng kế hoạch, phối hợp chặt chẽ với các sở, ban ngành và các địa phương trực thuộc liên quan làm tổ công tác chuẩn bị và tổ chức bắn pháo hoa. Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cũng yêu cầu các cơ quan chức năng đảm bảo tuyệt đối an toàn trong quá trình vận chuyển đạn pháo hoa, các địa điểm bắn pháo hoa, các khu vực nhân dân tập trung xem pháo hoa, tổ chức phân luồng các tuyến đường trên bộ, dưới sông xung quanh khu vực bắn pháo hoa, không cho phép các phương tiện lưu thông đỗ, dừng trong phạm vi cách vị trí bắn pháo hoa 1.000 mét. Để hạn chế tình trạng ùn tắc giao thông tại các khu vực tuyến đường ra vào thành phố, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội vừa hướng dẫn phân luồng tổ chức giao thông trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Theo phương án phân luồng, các phương tiện từ thành phố Hà Nội đi các tỉnh phía Nam có thể đi theo các hướng sau: nút giao Pháp Vân Cầu Rẽ, đường quốc lộ 1 cũ, quốc lộ 6 trục Nguyễn Trãi, Trần Phú, Quang Trung, nối nút giao đi cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ, quốc lộ 6 đi thị trấn Xuân Mai, đường Hồ Chí Minh, đường 21B. Phương tiện từ thành phố Hà Nội đi các tỉnh phía Đông Bắc, Bắc Giang, Bắc Ninh, Lạng Sơn và ngược lại có thể đi theo các hướng sau: đường vành đai 3, cầu Thanh Trì, cao tốc Hà Nội, Bắc Giang, cầu Nhật Tân, đường Võ Nguyên Giáp, quốc lộ 18 đi cao tốc Hà Nội, Bắc Giang, cầu Trương Dương, Nguyễn Văn Cử, Hà Huy Tập, Ngô Gia Tự, cầu Đuống đi cao tốc Hà Nội, Bắc Giang. Các phương tiện từ thành phố Hà Nội đi các tỉnh phía Tây Bắc, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Yên Bái và ngược lại có thể đi theo hướng cầu Thăng Long, Võ Văn Kiệt, quốc lộ 2 vào cao tốc Hà Nội - Lào Cai. Phương tiện từ thành phố Hà Nội đi các tỉnh phía Bắc, Hòa Bình, Sơn La và ngược lại có thể đi theo các hướng sau: đại lộ Thăng Long, đường Tản Lĩnh, Yên Bài, cao tốc Hòa Lạc, Hòa Bình, quốc lộ 6, thị trấn Xuân Mai, Hòa Bình. Bộ Công an đang lấy ý kiến đối với dự thảo tiêu chuẩn quốc gia về hệ thống chỉ huy điều hành, giám sát, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông. Đáng chú ý, Bộ đề xuất tiêu chuẩn hệ thống camera quan sát có thể phóng đại hình ảnh, nhìn rõ phương tiện, biển số và khuôn mặt của tài xế. Cụ thể, tại dự thảo, Bộ Công an yêu cầu thiết bị camera quan sát phải ghi được hình ảnh, video mà khi phóng đại có thể nhìn rõ phương tiện, khuôn mặt người điều khiển, biển số xe ở khoảng cách tối thiểu 30 mét vào ban ngày và phương tiện di chuyển chậm dưới 5 km. Thiết bị camera giám sát cần đảm bảo hình ảnh, video phóng đại có thể nhìn rõ các hành vi vượt xe khi không được vượt, dừng xe, đỗ xe trái quy định, điều khiển xe máy đi ngược chiều, đi vào đường cao tốc, không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông, v.v. Đồng thời, dữ liệu truyền về trung tâm phải rõ nét về phương tiện, biển số, thời gian, địa điểm, dữ liệu nhận dạng biển số. Đáng chú ý, video ghi nhận hành vi vi phạm phải đảm bảo xác định được thời điểm trước, trong và sau khi vi phạm xảy ra. Đối với các thiết bị camera, dự thảo yêu cầu phải nhận dạng được biển số của phương tiện phục vụ công tác phát hiện vi phạm, phòng chống tội phạm trên tuyến. Thưa quý vị và các bạn, dự án đường dây 500 kV mạch 3 Quảng Trạch - Phố Nối đang trong giai đoạn nước rút. Để kịp hoàn thành chào mừng Quốc khánh mùng 2 tháng 9,
Do vậy, ngoài lực lượng chính của nhà thầu thi công, Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN, những ngày qua, cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh Nghệ An đã chung sức, chung lòng đồng hành với đội ngũ thi công ở những khu vực khó khăn để đưa dự án sớm về đích. Huyện Nam Đàn, Nghệ An là một trong những địa phương có số lượng lớn cột điện đi qua. Hiện nay, công tác kéo dây cũng đang trong giai đoạn gấp rút hoàn thành. Tuy nhiên, trên địa bàn tuyến vẫn còn nhiều khó khăn trong công tác giải tỏa hành lang lưới điện, san trả mặt bằng. Đây cũng chính là những điểm đến cùng hỗ trợ của cán bộ, chiến sĩ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An trong những ngày này. Anh em tham gia cùng với anh em làm đường dây, cứ hết cái năng lực và khả năng của cái bản thân và cái tổ chức của cái lực lượng vũ trang để kết hợp cùng với lực lượng làm đường dây 504 vượt qua tất cả mọi khó khăn để hoàn thành sớm hoàn thành. Trên địa bàn tỉnh Nghệ An hiện nay đang triển khai hai dự án thành phần thuộc đường dây 500 kV mạch 3 với tổng chiều dài gần 100 km. Để góp phần hỗ trợ cùng dự án, thời gian qua Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An đã huy động hơn 500 lượt cán bộ, chiến sĩ, bộ đội thường trực, dân quân tự vệ cùng tham gia trong công tác tuyên truyền, vận động người dân, vận chuyển nguyên vật liệu, hỗ trợ kéo dây ở những khu vực đồi dốc khó khăn. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các lực lượng trực thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Chúng tôi qua 3 đợt huy động thì đã triển khai thực hiện được hơn 650 cán bộ chiến sĩ tham gia. Với tinh thần trách nhiệm cao nhất, quyết tâm khắc phục mọi khó khăn, đặc biệt là khó khăn về địa hình, về thời tiết, để là thực hiện các cái nội dung công việc mà bảo đảm hoàn tất được trong theo cái kế hoạch đề ra. Thời gian vừa qua thì về phía là quân đội đã vào cuộc quyết liệt và đã là hỗ trợ chúng tôi triển khai là tổ chức là kéo dây rồi thì vận chuyển sứ phụ kiện cũng như là tổ chức hoàn công mặt bằng tuyến rồi hoàn công là đất đổ thải cũng như là tổ chức chặt cây hành lang tuyến để đảm bảo tiến độ đóng điện. Như thế thì chúng tôi rất cảm ơn là các đồng chí là thuộc là bộ quân khu 4 đã vào cuộc để là chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ. Cùng với quyết tâm cao độ của ngành điện, còn có sự góp sức của những người lính bộ đội Cụ Hồ trên quê hương Bác để sớm đưa dự án trọng điểm quốc gia về đích trước ngày 2 tháng 9 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, cùng chung sức vì sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Thưa quý vị, trong những năm qua, trong giao dịch chuyển nhượng quyền sử dụng đất hay bất động sản đã tồn tại một thực trạng là giá trong hợp đồng thường thấp hơn giá giao dịch thực tế để giảm bớt thuế thu nhập cá nhân và lệ phí trước bạ mà các bên phải nộp. Tuy nhiên, ba luật liên quan tới đất đai, bất động sản đã có hiệu lực từ mùng 1 tháng 8, dự kiến sẽ ngăn chặn được tình trạng này. Người đàn ông này mới đây đã thực hiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Tuy giá trị giao dịch trong thực tế là hơn 3 tỷ đồng, nhưng cả phía người mua, người bán đều đồng ý chỉ ghi số tiền là hơn 1 tỷ đồng trên hợp đồng chuyển nhượng. Giá trị này vẫn cao hơn khung giá đất do địa phương ban hành. Vì vậy, văn phòng công chứng và cơ quan thuế không có căn cứ để yêu cầu bổ sung hồ sơ. Thế ra thì đơn giá hiện tại bây giờ ấy, thì như trên giao dịch thực tế của chúng tôi nó đang rơi khoảng 60 triệu một mét chẳng hạn. Phát biểu tại hội thảo khoa học tham vấn định hướng phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2026-2030, ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cho rằng Việt Nam phải thoát bẫy thu nhập trung bình trong 10 năm tới, nếu không sẽ không còn cơ hội. Và thành phố Hồ Chí Minh phải đi đầu trong việc này. Liên quan đến vấn đề này, ông Nguyễn Khắc Hoàng, Cục trưởng Cục Thống kê thành phố Hồ Chí Minh cho biết, muốn vượt qua bẫy thu nhập trung bình thì phải tăng năng suất lao động. Tuy nhiên, những năm gần đây, năng suất lao động của thành phố Hồ Chí Minh giảm, thấp hơn mức của cả nước và đang ở mức bão hòa. Nếu không có động lực đủ mạnh thì không thể tăng năng suất. Cục trưởng Cục Thống kê đề nghị cần sớm tái cơ cấu lại các khu chế xuất, khu công nghiệp, kêu gọi những doanh nghiệp đầu đàn đánh giá lại các ngành công nghiệp trọng điểm. Đồng thời, cần ưu tiên các ngành công nghiệp trọng điểm còn dư địa tăng trưởng như thương mại, logistics, công nghiệp văn hóa, trung tâm tài chính, du lịch, y tế và giáo dục. Bên cạnh đó, nhận định trong 5 đến 10 năm tới, AI sẽ làm thay đổi diện mạo của các thành phố. Nhiều chuyên gia đề nghị thành phố Hồ Chí Minh có chiến lược về AI một cách mạch lạc. Bên cạnh đó,
có chiến lược về ngoại giao tập đoàn để kéo các tập đoàn lớn về và tập trung phát huy vai trò của đầu tư tư nhân. Theo quy định tại Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2015, người lao động muốn có mức lương hưu cao hơn có thể tham gia bảo hiểm hưu trí bổ sung. Vâng, do Luật Bảo hiểm xã hội quy định trần mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc không vượt quá 20 lần tháng lương cơ sở, nên các cá nhân muốn có mức lương hưu cao hơn có thể tiếp cận kênh bảo hiểm hưu trí bổ sung này. Đại diện Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho biết, bảo hiểm hưu trí bổ sung là loại hình bảo hiểm mang tính chất tự nguyện, theo nguyên tắc thị trường, bổ sung cho chế độ hưu trí trong bảo hiểm xã hội bắt buộc. Đối tượng tham gia bảo hiểm hưu trí bổ sung là người sử dụng lao động và người lao động. Mức đóng bảo hiểm hưu trí bổ sung do người sử dụng lao động và người lao động tự nguyện thỏa thuận. Quỹ bảo hiểm hưu trí bổ sung là quỹ tài chính độc lập với ngân sách nhà nước, được hạch toán, kế toán, lập báo cáo tài chính, kiểm toán theo quy định của pháp luật và kế toán và pháp luật về kiểm toán. Khoản đóng góp vào quỹ bảo hiểm hưu trí bổ sung được quản lý theo từng tài khoản hưu trí cá nhân. Quỹ bảo hiểm hưu trí bổ sung được sử dụng để chi trả chế độ hưu trí bổ sung cho người lao động, chi phí tổ chức và hoạt động quản lý. Mức chi trả bảo hiểm hưu trí bổ sung được xác định trên cơ sở số dư tài khoản hưu trí cá nhân tại thời điểm chi trả, được tích lũy thông qua hoạt động đầu tư quỹ bảo hiểm hưu trí bổ sung theo nguyên tắc thị trường. Theo thống kê của Bộ Y tế, trong 8 tháng đầu năm 2024, cả nước có hơn 60 ca tử vong vì bệnh dại. Bệnh dại nhiều năm qua vẫn gây tử vong nhiều nhất trong số các bệnh truyền nhiễm ở nước ta. Trong số này thì thật đáng tiếc là có những trẻ bị chó mèo cắn, cào mà không kể và không thông báo cho bố mẹ, gia đình biết để đi chích ngừa, dẫn đến hậu quả đau lòng. Chính vì vậy, các gia đình có trẻ nhỏ cần nhắc nhở con về việc lưu ý khi tiếp xúc với chó mèo, thông báo ngay cho gia đình khi bị chó mèo tấn công. Từ đầu năm 2003 đến năm 2024, nước ta có gần 900 ca tử vong vì bệnh dại. Trung bình mỗi năm có hơn 80 người chết vì căn bệnh truyền nhiễm này. Đây cũng là bệnh truyền nhiễm, năm nào cũng đứng đầu về số ca tử vong. Năm 2023, Việt Nam có 82 trường hợp tử vong do dại. Virus dại nó tồn tại trên rất nhiều động vật khác nhau, nhưng mà theo thống kê thì đến hơn 90% là bệnh dại lây từ con chó với con vật nó đống sống rất là gần người. Ngoài ra có vài phần trăm từ mèo và những cái động vật hoang dại khác như rơi, thì nên là người dân thông thường người ta vẫn chú ý nhiều nhất đến cái con chó khi bị chó cắn. Nhưng mà những khi mà bị những cái loại động vật khác như con mèo nó liếm hay nó cào vào những cái vết thương hở hay vùng niêm mạc thì mình cũng không thể chủ quan được, cũng phải đến những cơ sở y tế để được tư vấn chuyên môn về bệnh lý dại. Trẻ em là đối tượng nguy cơ dễ bị các động vật như chó mèo tấn công và gây bệnh dại cao hơn. Cụ thể, trẻ em có bản tính hiếu động, thường xuyên chơi đùa giỡn khiêu khích, kéo đuôi hoặc tiếp cận chó mèo, khiến chúng nổi giận tấn công. Hơn nữa, trẻ em có cơ thể thấp nên khi bị chó cắn thường sẽ bị ở đầu, mặt nhiều hơn là người lớn. Đây cũng là nguyên nhân khiến virus dại di chuyển nhanh hơn lên hệ thần kinh trung ương và gây bệnh nhanh. Thông thường trẻ bị cắn nhiều hơn vào các dịp nghỉ hè, lễ Tết. Mặt khác, trẻ cũng chưa ý thức được về bệnh nên giấu vết thương, không thông báo cho gia đình, làm lỡ cơ hội điều trị. Là trẻ em đôi khi nó bị chó mèo cắn ấy, nó sẽ giấu, nó nói dối. Thế cho nên là chúng ta phải khuyến khích các cháu, chúng ta phải dạy cho các cháu biết cái nguy cơ của nó. Và khuyến khích các cháu là nếu bị chó mèo cắn thì phải thông báo cho bố mẹ, bởi vì rất là nhiều trường hợp rất là thương tâm là các cháu nhỏ nó bị chó mèo cắn, sau đó thì nó giấu bố mẹ, nó không kể. Và đến tận đến lúc nó phát bệnh rồi thì bố mẹ mới biết, nó mới kể lại là trước đấy mấy tháng nó bị chó hoặc mèo cắn. Đấy là cái thực tế rất đau lòng. Đấy là những cái mà khi mà các cái cháu bé, đặc biệt là các cháu mà nó yêu quý chó mèo ấy, hoặc là nhà nuôi chó nuôi mèo. Trung bình mỗi năm nước ta có khoảng 500.000 người bị chó mèo tấn công, phải đi điều trị dự phòng bệnh dại. Năm 2023, con số này tăng đột biến với gần 700.000 người. Nạn chó thả rông đã gây tổn thất lớn về mặt kinh tế, sức khỏe của người dân. Hiện nay, nhận thức của người dân đã được nâng lên, nên sau khi bị chó, mèo cắn, cào liếm vào vết thương hở, người dân đã cảnh giác đi chích ngừa vaccine dại để tránh hậu quả đáng tiếc. Vì bệnh dại không có thuốc chữa,
tỷ lệ tử vong là 100%. Vaccine là biện pháp duy nhất cứu sống nạn nhân. Từ đầu năm đến nay, huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức nhiều hoạt động, sự kiện phong phú, ấn tượng, quảng bá hình ảnh, con người của Lý Sơn. Du khách đến với Lý Sơn tăng mạnh, khẳng định du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn của địa phương và ngành du lịch đang có những dấu hiệu khởi sắc từ nay đến cuối năm. Đảo Bé, một trong những địa điểm không thể bỏ qua mỗi khi du lịch đến với đảo Lý Sơn, nơi đây được yêu thích bởi vẻ đẹp hoang sơ thanh bình. Những bãi tắm đẹp, bãi đá đen trầm tích là địa điểm check-in tuyệt vời cho du khách. Nơi đây còn được xem là một trong những hòn đảo sở hữu dạng san hô đẹp nhất Việt Nam. Du khách có thể trải nghiệm treo thuyền hay lặn biển ngắm những dạng san hô phong phú đầy màu sắc. Những cái địa điểm ở đây là hoàn toàn khác so với những cái nơi mà em đã đi ở Việt Nam, ví dụ chẳng hạn như Phú Quý hoặc là những cái bãi biển khác. Bởi vì cái nền khung cảnh cũng như là các cái nền đá ở đây là những cái sự trầm tích của núi lửa nó rất là khác biệt ạ. Ví dụ như là Phú Quốc, Vịnh Hạ Long, như nước ở đây thì em thấy là trong xanh, người thì cũng không quá đông, có nhiều cái loại cá gì mà nó nhảy tanh tách với lại cua nữa, em không biết cá đó là cá gì, nước mát. Nói chung là ở khu vực ở Lý Sơn này em thấy khu vực đảo Bé này là khu vực mà mọi người nên đến tham quan và du lịch. Đa dạng làm mới sản phẩm du lịch để tăng sức hút cho du khách đang được chính quyền và người dân đảo Lý Sơn quan tâm. Huyện xác định du lịch vẫn là ngành kinh tế mũi nhọn của địa phương. Ủy ban Nhân dân huyện Lý Sơn đã tổ chức nhiều sự kiện văn hóa, thể dục, thể thao, thu hút khách du lịch đến với đảo Lý Sơn. Từ đầu năm đến nay, Lý Sơn đón hơn 97.000 lượt khách, trong đó có hơn 1.200 lượt khách quốc tế, tăng 17% so với cùng kỳ năm trước. Để phát triển đúng kỳ vọng, Lý Sơn đang thay đổi cách làm du lịch, không chỉ khai thác những gì hiện có, những gì mà thiên nhiên ưu đãi, còn phải tạo ra những sản phẩm du lịch đặc trưng, du lịch trải nghiệm hấp dẫn, mang đến nhiều điều thú vị cho du khách. Lý Sơn sẽ trở thành điểm vui chơi, nghỉ dưỡng chứ không chỉ đơn thuần là nơi để du khách tham quan tìm hiểu lịch sử. Đầu tư các cái lĩnh vực trong du lịch ấy, thì chúng tôi quan điểm là giữ nguyên các cái danh lam thắng cảnh còn hoang sơ và phải bảo tồn, phát huy cái giá trị của các cái di tích này, bởi vì đây cũng là một cái điểm đến và cái mong mỏi của du khách khi đến Lý Sơn phải thấy được những cái mà nó hoang sơ và nó thực tế, và cái danh lam thắng cảnh, cái di tích lịch sử nó phải đảm bảo như vậy thì cái việc thu hút khách sẽ về Lý Sơn nhiều hơn. Phong cảnh hữu tình, thiên nhiên hùng vĩ, văn hóa đặc sắc, con người thân thiện, mến khách, Lý Sơn đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng du khách, từng bước khẳng định vị trí trên bản đồ du lịch Việt Nam, tạo tiền đề để xây dựng hình ảnh đảo Lý Sơn trở thành trung tâm du lịch biển đảo quốc gia. Chào quý vị và các bạn. Đây là thời lượng dành cho bản tin năng lượng và phát triển trên VTC14, đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Chương trình được phát sóng vào thứ bảy và chủ nhật hàng tuần. Và chúng ta sẽ cùng bắt đầu bản tin bằng phần điểm tin năng lượng trong nước và quốc tế. Tổng công ty Điện lực miền Nam vừa yêu cầu 21 công ty điện lực đặc biệt lưu ý quan tâm đến nhiệm vụ cung cấp điện ổn định, liên tục, an toàn phòng chống cháy nổ trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2 tháng 9. Theo đó, Tổng công ty Điện lực miền Nam chỉ đạo 21 công ty điện lực thành viên trên địa bàn các tỉnh thành phố phía Nam từ Ninh Thuận đến Cà Mau xây dựng và thực hiện phương án đảm bảo cung cấp điện an toàn liên tục nhằm phục vụ hoạt động sản xuất, sinh hoạt, vui chơi của người dân tại các địa phương, đặc biệt là trong các ngày nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 cũng như dịp khai giảng năm học mới 2024-25. Bên cạnh đó còn yêu cầu các đơn vị thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh, an toàn phòng chống cháy nổ đối với các công trình lưới điện, trong đó phối hợp với các cấp chính quyền, công an, quân đội tại địa phương xây dựng, triển khai phương án bảo vệ an ninh trật tự, an toàn, phòng chống cháy nổ cho các công trình điện, trụ sở cơ quan, kho tàng. Biểu giá bán lẻ điện dự kiến còn 5 bậc thay vì 6, giá cho các nhóm được điều chỉnh để giảm tình trạng hộ gia đình phải bù chéo cho sản xuất kinh doanh. Mới đây, Bộ trưởng Công Thương Nguyễn Hồng Diên đã trả lời chất vấn tại Ủy ban Thường vụ Quốc hội về giám sát chuyên đề và chất vấn từ đầu nhiệm kỳ Quốc hội khóa 15. Theo Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên, biểu giá điện bậc thang là mô hình phổ biến những quốc gia sử dụng. Tuy nhiên, biểu giá này bộc lộ bất cập nên thời gian qua Bộ đã nghiên cứu sửa đổi. Bộ Công Thương vừa trình Chính phủ dự thảo quyết định sửa đổi quyết định số 28, trong đó cách tính tiền điện sinh hoạt được rút xuống còn 5 bậc thay vì 6 bậc như hiện hành. Bậc rẻ nhất tính cho hộ gia đình dùng dưới 100 kWh thay vì 50 kWh hiện nay để hỗ trợ người nghèo.
còn cao nhất bậc 5 là từ 701 kWh trở lên. Ngoài rút gọn số bậc thang, ở lần chỉnh sửa này, giá điện cho từng bậc cũng được thiết kế lại theo nguyên tắc hạn chế đến mức thấp nhất tác động tới các hộ sử dụng điện. Chuyển sang phần tin năng lượng quốc tế. Thưa quý vị, Liên minh châu Âu đã áp thuế bổ sung tạm thời 38% đối với xe ô tô điện Trung Quốc nhập khẩu. Lý do mà EU đưa ra là vì trợ cấp nhà nước không công bằng, bất chấp cảnh báo của Bắc Kinh về động thái này sẽ khơi mào cho cuộc chiến thương mại. EU đã mở cuộc điều tra vào năm 2023 đối với các nhà sản xuất xe điện Trung Quốc để xem liệu trợ cấp nhà nước có làm giá xe điện nước này thấp hơn giá của các nhà sản xuất ô tô của EU một cách không công bằng hay không. Ủy ban châu Âu EC cho biết đã áp thuế tạm thời đối với các nhà sản xuất xe điện Trung Quốc gồm 17,4% đối với BYD, 19,9% với Geely và 37,6% đối với SAIC. Ủy ban này cho biết các mức thuế này được điều chỉnh giảm nhẹ đối với Geely và SAIC từ mức 20% và 38,1% được thông báo ban đầu sau thông tin thêm được cung cấp bởi các bên liên quan. Các nhà sản xuất xe điện tại Trung Quốc hợp tác với EU sẽ chịu thuế 20,7%, trong khi các nhà sản xuất không hợp tác sẽ chịu thuế 37,6%. Các chuyên gia dự báo thuế tạm thời cao hơn sẽ làm giảm 42% nhập khẩu xe điện của Trung Quốc và giá xe điện có thể tăng trung bình từ 0,3 đến 0,9% tại EU. Hydro xanh là giải pháp tiềm năng để thoát khỏi tình trạng phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch trên toàn cầu. Các nhà khoa học tại Brazil đã hợp tác với Đức mở một nhà máy thí điểm hydro xanh và đang tìm cách đưa xe đạp chạy bằng hydro thành loại phương tiện giao thông phổ biến tại nước này. Vào năm 2023, tại Đại học Liên bang Rio de Janeiro, nhóm nghiên cứu đã thử nghiệm trên 4 chiếc xe đạp gắn động cơ hydro. Mỗi xe được trang bị một bình hydro 2 lít, đủ để xe di chuyển 150 km. Ưu điểm của xe dùng hydro là không cần phải xử lý pin lithium sau khi chúng hết hạn sử dụng. Tuy nhiên, nhược điểm của chúng là cần phải nạp tại nhà máy hay trạm chuyên dụng, trong khi pin lithium thì có thể dễ dàng sạc được tại nhà. Chúng tôi hướng tới sản xuất các bình hydro xanh có thể thay thế trong xe, người dùng chỉ việc thay bình mới để đi tiếp. Hydro xanh là loại nhiên liệu thân thiện với môi trường, được tạo ra thông qua quá trình điện phân nước. Điện dùng để sản xuất hydro được lấy từ các trạm điện mặt trời hoặc điện gió. Năng lượng sạch là nguồn năng lượng không phát thải khí nhà kính, góp phần bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu. Trong số các nguồn năng lượng sạch, điện mặt trời áp mái nổi lên như một giải pháp tiềm năng và đầy hứa hẹn. Xu hướng đầu tư điện mặt trời áp mái từ pin năng lượng mặt trời đang ngày càng phát triển tại miền Bắc bởi những hiệu quả mà nó mang lại như giúp tiết kiệm tiền điện, thân thiện với môi trường. Tại Phú Thọ, nhiều người dân, doanh nghiệp đã lựa chọn lắp đặt điện áp mái để tự sản xuất, tự tiêu dùng. Và đây sẽ là thông tin cuối của năng lượng và phát triển kỳ này. 6 năm trước, gia đình ông Nguyễn Gia Khảm đầu tư hơn 70 triệu đồng lắp hệ thống điện áp mái. Hệ thống điện này có công suất 3 kW với 9 tấm pin thu năng lượng mặt trời. Hiện các đồ dùng sinh hoạt chạy bằng điện trong nhà, ban ngày hoàn toàn sử dụng bằng điện áp mái. Ông cho biết, trước đây nếu chưa sử dụng điện năng lượng mặt trời, mỗi tháng gia đình phải trả gần 1,5 triệu đồng tiền điện. Bây giờ, hóa đơn tiền điện mỗi tháng khoảng 700.000 đồng, bằng giá điện áp mái mà ông bán lại cho ngành điện. Rất là thoải mái, như là điều hòa này, rồi là bếp từ này, rồi là tủ lạnh, tủ đông, các cái thiết bị về phục vụ cho gia đình. Dùng không hết thì nhà tôi lại bán lại cho nhà điện. Thế thì tôi cho rằng là giữa cái thời kỳ mà tôi chưa lắp với thời kỳ tôi đã xong rồi lắp, thì nó giảm cho được khoảng 50%. Điện mặt trời mái nhà là một phần trong chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019-2030 của chính phủ. Mục tiêu khuyến khích người dân, doanh nghiệp lắp đặt điện mặt trời phục vụ sinh hoạt và sản xuất. Đến nay, thành phố Việt Trì có 110 khách hàng sử dụng điện áp mái với công suất hơn 800 kW. Điện năng phát lên lưới trong năm đạt 360.000 kWh. Việc lắp đặt hệ thống năng lượng điện mặt trời sẽ tiết kiệm chi phí điện năng cho người sử dụng, giảm gánh nặng cho ngành điện, nhất là mùa nắng nóng và giảm ô nhiễm môi trường, chống biến đổi khí hậu.
Hàng năm và trước mùa nắng nóng chúng tôi đều tổ chức những cái hội nghị khách hàng sử dụng điện, thì qua đó chúng tôi cũng có lồng ghép vào những việc mà gọi là giới thiệu về cái hiệu quả của điện mặt trời mái nhà để cho khách hàng biết và cũng sử dụng những cái hệ thống điện mặt trời mái nhà này. Nhằm phát triển điện mặt trời mái nhà với mục đích tự sản tự tiêu, Chính phủ chỉ đạo Bộ Công Thương xây dựng dự thảo nghị định phát triển điện mặt trời mái nhà lắp đặt tại nhà dân. Theo dự thảo, loại điện này không nối lưới sẽ được phát triển không giới hạn. Tổ chức cá nhân được khuyến khích lắp hệ thống lưu trữ để chủ động dùng trong sản xuất, kinh doanh. Trường hợp nguồn này đấu nối với lưới điện, người dân chọn phát điện dư thừa vào hệ thống sẽ được nhà nước ghi nhận sản lượng nhưng không thanh toán. Điện mặt trời áp mái tại Việt Nam đang trong giai đoạn phát triển mạnh mẽ với tốc độ tăng trưởng ấn tượng. Theo Bộ Công Thương, tính đến hết tháng 8 năm 2023, tổng công suất điện mặt trời áp mái lắp đặt gần 16.000 MW, tăng hơn 10 lần so với năm 2020. Thị trường điện mặt trời áp mái Việt Nam được đánh giá là một trong những thị trường tiềm năng nhất khu vực Đông Nam Á với lượng bức xạ mặt trời dồi dào và nhu cầu sử dụng điện ngày càng cao. Phát triển điện mặt trời mái nhà thì giúp giải quyết phần nào cái vấn đề khó khăn về lưới, bởi vì nó là sản xuất tại chỗ, tiêu dùng tại chỗ, tận dụng cái nguồn tài nguyên, đảm bảo cho an ninh năng lượng, huy động được nguồn vốn trong dân. Và như vậy thì cũng giảm cái lượng điện tiêu thụ hàng tháng của hộ gia đình nếu họ có lắp mái. Và điều này nó cũng tương ứng đối với các cái cơ sở kinh doanh. Điện mặt trời áp mái là nguồn năng lượng xanh, tiềm năng và đầy hứa hẹn cho Việt Nam. Việc phát triển và ứng dụng rộng rãi điện mặt trời áp mái sẽ góp phần xây dựng một tương lai năng lượng bền vững, bảo vệ môi trường và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân Việt Nam. Tiếp theo chương trình, mời quý vị cùng đến với chuyên mục điểm báo. Mở đầu chuyên mục điểm báo là một bài viết đáng chú ý được đăng tải trên báo Người Lao Động với nhan đề: chi 23 tỷ đồng để nâng cấp 1,9 km đường đê, vừa bàn giao đã xuất hiện vết nứt kéo dài. Ủy ban Nhân dân huyện Đông Sơn, Thanh Hóa đang yêu cầu nhà thầu khắc phục đoạn đê 1,9 km, vừa được huyện này chi 23 tỷ đồng để nâng cấp, đưa vào sử dụng chưa lâu đã xuất hiện nhiều vết nứt kéo dài. Theo đó, ngày 22 tháng 8 năm 2022, Ủy ban Nhân dân huyện Đông Sơn có quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật và kế hoạch lựa chọn nhà thầu đường giao thông. Với chiều dài hơn 1 km, có tổng mức đầu tư là gần 10 tỷ đồng. Đơn vị thi công là công ty cổ phần Sông Mã 2. Tổng chiều dài của cả hai dự án đường đê trên là hơn 1,9 km, với tổng vốn đầu tư là hơn 23 tỷ đồng. Dù mới đưa vào sử dụng chưa lâu, thế nhưng trên mặt đường đê đã xuất hiện rất nhiều vết nứt. Có những vết nứt rất to và chạy dài. Người dân địa phương thì vô cùng bức xúc và nghi ngại về chất lượng của công trình này. Được biết là ngay sau khi nắm bắt được sự việc thì Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Đông Sơn đã yêu cầu Ban Quản lý Dự án huyện chỉ đạo nhà thầu xử lý khắc phục ngay những điểm nứt và rạn nứt trên mặt đường. Bộ Tài nguyên và Môi trường yêu cầu các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương điều chỉnh bảng giá đất để tránh trục lợi, nhiễu loạn thị trường bất động sản. Đây là bài viết được đăng tải trên báo điện tử VTC News. Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Minh Ngân vừa ký công văn yêu cầu các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung bảng giá đất. Yêu cầu của Bộ Tài nguyên và Môi trường được đưa ra trước tình trạng một số địa phương sử dụng giá đất trong bảng giá hiện hành đã ban hành theo Luật Đất đai năm 2013 để làm giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất khi nhà nước giao đất, cho thuê đất với trường hợp thửa đất, khu đất đã được đầu tư hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch chi tiết tại Luật Đất đai 2024. Qua công tác nắm tình hình cho thấy, hiện nay có tình trạng một số địa phương sử dụng giá đất trong bảng giá đất hiện hành đã xây dựng, ban hành theo quy định của Luật Đất đai năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành làm giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất khi nhà nước giao đất, cho thuê đất đối với trường hợp thửa đất, khu đất đã được đầu tư hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch chi tiết xây dựng theo quy định tại điểm Y khoản 1 điều 159 Luật Đất đai năm 2024 và có sự chênh lệch rất lớn giữa giá khởi điểm và giá trúng đấu giá, tiềm ẩn nguy cơ lợi dụng đấu giá quyền sử dụng đất để tránh trục lợi, gây nhiễu loạn thị trường, tác động đến phát triển kinh tế xã hội, môi trường đầu tư, kinh doanh và thị trường nhà ở, bất động sản, văn bản của Bộ Tài nguyên và Môi trường nêu.
Tiếp theo mời quý vị cùng đến với một bài viết được đăng tải trên báo Vietnamnet với nhan đề: Nhiều người ở Hà Nội tăng bo tới ga, đi tàu metro để tránh ùn tắc. Sáng 24 tháng 8, ngày thứ hai theo tuyến metro Nhổn ga Hà Nội chính thức thu phí. Ngoài những người có nhu cầu di chuyển vì công việc thì nhiều nhóm bạn trẻ và gia đình vẫn tiếp tục trải nghiệm loại hình vận tải mới ở Hà Nội. Chị Phương Anh cùng bố và con gái đã đi taxi từ gần bến xe Mỹ Đình đến ga Lê Đức Thọ, chi phí hết khoảng 20.000 đồng rồi mua tiếp hai vé, mỗi vé 10.000 đồng để di chuyển bằng tàu metro tới ga Cầu Giấy xuống địa điểm tiêm cho em bé. Theo ghi nhận trên các đoàn tàu metro sáng 24 tháng 8, nhiều thời điểm tương đối vắng khách. Trong ảnh là nhóm bạn trẻ đã tự bỏ tiền để trải nghiệm dịch vụ vận tải mới. Họ cho biết sở dĩ họ chọn thời điểm đã thu phí để trải nghiệm nhằm tránh phải chen lấn và mức phí trải nghiệm mỗi người thì cũng chỉ rơi vào 10.000 đồng. Theo phương án giá vé hiện tại thì giá vé một chặng một tuyến của là 8.000 đồng trên một lượt đến 12.000 đồng một lượt đi cả tuyến. Vé ngày thì chỉ có giá là 24.000 đồng và có giá trị trong ngày, không hạn chế số lượng lượt di chuyển. Người dân cũng có thể mua vé tháng với giá là 200.000 đồng một tháng, ưu tiên dành cho học sinh, sinh viên với mức là chỉ 100.000 đồng một tháng. Nếu mua tập thể và không thuộc đối tượng ưu tiên thì giá vé tháng cũng chỉ 140.000 đồng. Bài viết cuối cùng trong chuyên mục điểm báo ngày hôm nay mang nhan đề: Bộ Giáo dục và Đào tạo khắc phục triệt để việc thiếu công bằng trong các phương thức tuyển sinh. Đây là bài viết được đăng tải trên báo Tuổi Trẻ Online. Để thực hiện nhiệm vụ năm học mới, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các cơ sở đào tạo phải hoàn thành công tác tuyển sinh năm 2024 theo kế hoạch chung, bảo đảm thực hiện chỉ tiêu và phương thức đã công bố trong đề án, phù hợp với quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo và cơ sở đào tạo. Các cơ sở giáo dục phải hoàn thiện và công bố kịp thời các phương thức tuyển sinh từ năm 2025 trở đi, khắc phục triệt để vấn đề thiếu công bằng tin cậy trong các phương thức tiêu chí xét tuyển, phải đảm bảo phù hợp với chương trình giáo dục phổ thông năm 2018, đồng thời có tác động tích cực tới hoạt động dạy và học trong giáo dục phổ thông. Với các cơ sở đào tạo có ngành đào tạo giáo viên, Bộ yêu cầu các cơ sở đào tạo phải chủ động làm việc với Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và đề xuất với cơ quan quản lý trực tiếp về việc giao nhiệm vụ đào tạo, đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo để triển khai thực hiện hiệu quả Nghị định số 71/2020/NĐ-CP và Nghị định số 116/2020/NĐ-CP của Chính phủ. Bộ Công an đã đưa đề xuất về 189 hành vi, nhóm hành vi bị trừ điểm trên giấy phép lái xe. Chính phủ Australia đang nỗ lực giải cứu rạn san hô Great Barrier trước những tác động môi trường nguy hiểm. Sau cơn sốt Capybara thì gần đây nhiều bạn trẻ ở Việt Nam và châu Á săn lùng các sản phẩm liên quan đến Labubu. Thưa quý vị, với việc Quốc hội đã thông qua luật trật tự an toàn giao thông đường bộ, trong đó có quy định về điểm và điểm trừ trên giấy phép lái xe, thì mới đây Bộ Công an cũng đã đưa ra đề xuất về 189 hành vi, nhóm hành vi bị trừ điểm trên giấy phép lái xe. Vâng ạ, ngay lập tức thì bảng điểm được công bố đã nhận được sự quan tâm đặc biệt từ dư luận và đa phần đều cho rằng đây là một biện pháp xử phạt văn minh, hiện đại và đặc biệt là rất nhân văn so với quy định hiện hành. Đó là tước bằng lái xe đối với một số lỗi vi phạm. Là một lái xe chuyên nghiệp và cũng đã từng bị tước giấy phép lái xe do vi phạm tốc độ, hơn ai hết, anh Toàn hiểu được rằng mình sẽ rơi vào trạng thái khó khăn như thế nào nếu tấm bằng này bị tước trong một khoảng thời gian dài. Nó đồng nghĩa với việc cả gia đình anh và những anh em khác sẽ mất đi một khoản thu nhập lớn hàng tháng khi mà những lao động chính không còn cần câu cơm. Vì lái xe chúng tôi làm việc cả ngày trên đường này thì nhiều khi là không tránh khỏi những cái sai sót. Nếu mà cứ vi phạm mà lại giữ bằng này thì chúng tôi rất là khó khăn. Mỗi lần giữ bằng này thì coi như là chúng tôi sẽ mất một khoảng thời gian dài là sẽ không theo nghề được. Nếu trừ điểm như thế này thì chúng tôi vẫn có thể tiếp tục với công việc của mình. Để giảm bớt gánh nặng cho người dân cũng như tạo cơ hội cho các lái xe được sửa sai, nâng cao nhận thức bản thân trong việc chấp hành các quy định của pháp luật, Bộ Công an đã đề xuất bảng điểm công khai đối với mỗi lỗi vi phạm khác nhau. 189 hành vi, nhóm hành vi được đề xuất trừ điểm thay vì tước giấy phép lái xe có thời hạn như hiện nay đã nhận được sự ủng hộ từ phía người dân.
Tôi là người trực tiếp vận hành xe cho nên tôi rất là đồng tình với lại quan điểm của nhà nước, bởi vì là cái đó nó cũng rất tốt cho những người tham gia giao thông. Đấy, cũng như chúng tôi là những người là cầm lái thì phải có trách nhiệm với những công việc mình làm. Cái điều nào mà chúng ta nên phải xử lý, phải trừ vào của người vận hành xe thì là chúng ta nên trừ. Tôi thấy cũng là tiện mà. Bây giờ nó xử điểm trên đấy thì tránh cho mình vi phạm nhiều, nó xử đấy nọ kia như thế là hợp lý, cũng tiện ích thôi. Tôi cho rằng cái cách tính trừ điểm cũng là khoa học, bởi vì nó định lượng được cái sai phạm của từng cá nhân. Thứ hai là nó ghi lại cái dấu ấn sai phạm để cho những người sai phạm thấy rằng đó là một quá trình và có số liệu cụ thể. Người ta sẽ xử sự một cách đúng đắn hơn. Cái này răn đe tương đối tốt, bởi vì là người Việt Nam mình những cái gì mà hay ghi dấu ấn của họ thì họ hay nhớ hơn. Ví dụ cái trừ điểm của họ, mà trừ điểm này được thông báo để làm sao người ta xem được trên mạng, người ta nhớ được rằng họ đã bao nhiêu lần sai phạm. Nhiều chuyên gia cũng cho rằng cơ bản 189 hành vi, nhóm hành vi được đề xuất trừ điểm thay vì tước bằng lái đã được tính toán rất sát với thực tế tình hình giao thông tại Việt Nam. Điểm trừ này được lấy căn cứ từ tính chất, mức độ nguy hiểm của từng hành vi vi phạm cụ thể. Các cái điểm trừ của giấy phép lái xe, người ta có thể nói rằng người ta căn cứ vào cái tính chất và mức độ nguy hiểm của hành vi để người ta quy định là trừ bao nhiêu điểm, trừ 2 điểm, 3 điểm hay là 6 điểm hay 10 điểm hay là 12 điểm, là căn cứ vào cái mức độ nguy hiểm của hành vi đó. Đấy, ví dụ như là người lái xe người ta chạy quá tốc độ chỉ có từ 10 đến 20 cây số một giờ thì hành vi cũng không nguy hiểm lắm, thì người ta chỉ trừ 2 điểm thôi. Nhưng mà chạy quá tốc độ là 35 cây số một giờ thì phải trừ 12 điểm. Đấy, chúng ta hình dung là như thế. Và như vậy tôi nghĩ rằng là cái bảng điểm mà bên ngành công an đã biên soạn ấy thì về cơ bản là hợp lý. Tuy nhiên, cũng có nhiều ý kiến trái chiều về một số vi phạm khá nguy hiểm như điểm trừ được đề xuất còn thấp, chưa tương xứng. Lỗi vi phạm về nồng độ cồn ở mức tối thiểu hiện nay sẽ bị tước bằng lái xe từ 11 đến 12 tháng, nhưng chỉ được đề xuất trừ 2 điểm. Hay lỗi đi ngược chiều trên cao tốc, một lỗi cơ bản đặc biệt nguy hiểm và thực tế đã xảy ra không ít tai nạn đặc biệt nghiêm trọng do lỗi này, thế nhưng chỉ được đề xuất trừ 6 điểm. Đây là vẫn là cái dự thảo thì trên cơ sở là Cục Cảnh sát Giao thông đã lấy ý kiến của các cái bộ, các ban, các ngành, các cấp. Thế rồi cũng tổng hợp lấy ý kiến của người dân, của công dân để làm sao mà sẽ cố gắng tiếp thu và đưa ra cái dự thảo. Một cái dự thảo và đưa ra cái dự thảo trình chính phủ ở một cái mức là nó phù hợp và nó hài hòa nhất để đảm bảo nó vừa đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật, vừa đảm bảo sát hợp với tình hình thực tiễn và nó tương xứng với các hành vi vi phạm. Cho tới thời điểm hiện tại, Bộ Công an vẫn đang tiếp tục lấy ý kiến để hoàn thiện dự thảo luật lần này. Chắc chắn sẽ vẫn còn nhiều điều chỉnh trong thời gian tới cho sát nhất với thực tế xã hội. Tuy nhiên, trước mắt, 28 nhóm hành vi đã được đề xuất trừ hết 12 điểm giấy phép lái xe, yêu cầu học lại thi bằng lái. Đây là những hành vi vi phạm có tính chất cố ý, nguy hiểm, nguy cơ cao gây tai nạn giao thông, hủy hoại công trình giao thông, như điều khiển xe mà có nồng độ cồn vượt quá 0,4mg trên 1 lít khí thở, điều khiển xe trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy, điều khiển xe chở hàng vượt trọng tải cho phép 150%, đua xe trái phép, lạng lách, đánh võng, chạy quá tốc độ trên 35 km/h. Trong bối cảnh giao tranh dữ dội tàn phá hầu hết cơ sở vật chất, hiện giải Gaza hiện giờ, nước còn quý hơn cả vàng. Cái khó là cái khôn. Một kỹ sư đã tìm ra cách thức đơn giản nhưng hiệu quả là dùng ánh sáng mặt trời để lọc nước mặn. Cuộc xung đột tại giải Gaza kể từ tháng 10 năm 2023 giữa Israel và lực lượng Hamas đã khiến hơn 40.000 người thiệt mạng, 90% dân số mất nhà cửa và phải đi sơ tán nhiều lần, theo dữ liệu của cơ quan y tế giải Gaza. Những người sống sót phải đối mặt với sự thiếu thốn đủ thứ như điện, nước, đặc biệt tại giải Gaza, nước còn quý hơn cả vàng. Trên khoảng sân của ngôi nhà nhỏ ở thành phố Khan Yunis, kỹ sư Inas Angui đang kiểm tra hệ thống lọc nước mặn đơn giản do mình tự chế, từ những tấm gỗ thừa
trong những chuyến hàng viện trợ và những tấm kính cửa sổ hiếm hoi còn nguyên vẹn của những ngôi nhà bị tàn phá ở dải Gaza chỉ đã tạo nên một máng nước phủ kính. Dưới ánh nắng mặt trời gay gắt, nước mặn bốc hơi, chỗ nước tanh muối sau đó được dẫn đến các thùng chứa khác chứa đầy các than hoạt tính để lọc thêm tạp chất để cuối cùng có được nước có thể uống cho người dân sử dụng. Đây là một thiết bị rất đơn giản, rất dễ sử dụng và chế tạo, không cần điện, bộ lọc hoặc tấm quang năng, thay vào đó nó hoạt động hoàn toàn bằng năng lượng mặt trời. Với 14 giờ nắng mỗi ngày vào mùa hè và 8 giờ nắng vào mùa đông, ánh sáng mặt trời là một trong những thứ hiếm hoi hữu ích mà dồi dào tại dải Gaza, là một nơi bị tàn phá xung đột với hàng loạt cơ sở hạ tầng, hệ thống điện nước bị phá hủy, nước càng trở nên quý giá hơn bao giờ hết. Chính vì vậy, hệ thống lọc nước đơn giản mà chị Inas Angun tạo ra lại càng đóng vai trò quan trọng. Hệ thống này có mặt rất đúng lúc, nhờ vậy mà chúng tôi có nước sạch để uống. Trong khoảng 2 tháng qua, chúng tôi hoàn toàn dựa vào chỗ nước này. Theo ước tính, kể từ khi xảy ra xung đột, lượng nước có sẵn hàng ngày cho mỗi người dân ở dải Gaza đã giảm mạnh 94%. Hiện mỗi người chỉ có sẵn chưa đầy 5 lít để dùng mỗi ngày. Những sáng kiến như của chị Inas Angui đã giúp nhiều người có thêm nước sạch để dùng, để cuộc sống nơi vùng xung đột có thể vơi bớt đôi phần khó khăn. Trong nỗ lực giải cứu dạn san hô Great Barrier trước tác động của môi trường nguy hiểm, chính phủ của Australia vừa công bố khoản ngân sách 130 triệu đô la Mỹ để ngăn chặn tình trạng ô nhiễm thuốc bảo vệ thực vật và giải quyết những vấn đề khác đang ảnh hưởng xấu tới chất lượng nước tại khu vực này. Bộ Môi trường Australia thông báo ngân sách trên sẽ được sử dụng để ngăn chặn nước chứa thuốc bảo vệ thực vật chảy ra dạn san hô Great Barrier, đồng thời quản lý các loài xâm lấn cũng như quản lý đất đai tốt hơn ở các khu vực xung quanh Great Barrier. Bộ Môi trường Australia đánh giá dư lượng hóa chất là một trong những mối đe dọa lớn nhất đối với các dạn san hô này do làm cản trở hệ sinh thái và việc san hô phát triển khỏe mạnh. Tuy nhiên, bên cạnh việc cải thiện chất lượng nước, các chuyên gia cho rằng chính phủ Australia cũng cần phải giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu, hiện tượng đã và đang gây ra tình trạng tẩy trắng hàng loạt đe dọa đến sự sống còn của Great Barrier. Dữ liệu mới nhất của chính phủ Australia cho thấy hiện tượng tẩy trắng từ đầu năm tới nay đã khiến 81% Great Barrier bị thiệt hại nghiêm trọng, thậm chí có chỗ không thể phục hồi. Trước đó, tình trạng tẩy trắng hàng loạt cũng đã từng diễn ra vào các năm 1998, 2002, 2016, 2017, 2020 và 2022. Lo ngại nguy cơ có thể bị mất Great Barrier, UNESCO từng cân nhắc đưa ra dạng san hô này vào danh sách di sản thế giới đang gặp nguy hiểm. Theo một nghiên cứu của Đại học Chile, bãi muối Atacama của Chile đang chìm với tốc độ từ 1 đến 2cm mỗi năm do hoạt động khai thác nước muối lithium. Giới chuyên gia lo ngại phương pháp khai thác lithium từ nước muối ở sa mạc Atacama sẽ đe dọa đến sự sống tại đây khi làm bốc hơi hàng tấn nước ở một trong những nơi khô cằn nhất trái đất. Tại Chile, lithium được sản xuất thông qua quá trình bay hơi nước muối trong ao hoặc hồ chứa đầy nước được bơm từ bên dưới các bãi muối, chủ yếu từ sa mạc muối Atacama. Cộng đồng bản địa xung quanh Atacama lo ngại rằng hoạt động khai thác có thể làm cạn kiệt nguồn nước ngọt, khan hiếm và nước muối giàu lithium. Các nhà hoạt động vì môi trường đưa ra cảnh báo việc khai thác lithium ở sa mạc Atacama sẽ tác động đến hệ sinh thái dễ bị tổn thương tại đây. Một trong những nơi chúng tôi tiến hành nghiên cứu là bãi muối Atacama. Sau khi xem xét các hình ảnh vệ tinh và thực hiện nhiều xử lý kỹ thuật, chúng tôi kết luận rằng một khu vực ở phía tây nam của bãi muối Atacama đang chìm xuống với tốc độ từ 1 tới 2cm mỗi năm. Chúng tôi nghĩ rằng hiện tượng sụt lún đã bắt đầu xảy ra từ năm 2019. Một kết quả nghiên cứu công bố năm 2019 cảnh báo quy trình sản xuất sử dụng nhiều nước ở sa mạc Atacama đã làm gia tăng mối lo ngại về nguy cơ gián đoạn thủy văn các nguồn nước tự nhiên ở khu vực có lượng mưa tối thiểu. Nghiên cứu nhấn mạnh những tác động đối với môi trường, bao gồm suy thoái thảm thực vật bề mặt, tăng nhiệt độ bề mặt ban ngày và giảm độ ẩm của đất. SpaceX đang tích cực chuẩn bị cho chuyến bay thương mại vào không gian dự kiến diễn ra vào ngày 26 tháng 8.
Trong sứ mệnh này, lần đầu tiên nhóm các phi hành gia dân sự sẽ thực hiện đi bộ ngoài không gian và thử nghiệm một công nghệ đột phá, dù đây là hoạt động đầy rủi ro. Phi hành đoàn 4 người bao gồm tỷ phú Isaac Mann, đồng nghiệp của ông và hai nhân viên của SpaceX sẽ bay vào không gian trong chuyến bay kéo dài 5 ngày. Đây là chuyến bay đầu tiên trong số 3 chuyến bay mà ông Isaac Mann, người sáng lập là giám đốc điều hành của công ty thương mại điện tử Ship 4, Pyman tài trợ, cũng là chuyến bay thương mại đầu tiên có hoạt động đi bộ ngoài không gian của các phi hành gia dân sự. Tỷ phú Isaac Mann thừa nhận việc đi bộ ngoài không gian có nghĩa là ông và phi hành đoàn sẽ xác định phải đối mặt với rủi ro chết người. Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh đây sẽ thực sự là một quá trình thử nghiệm đáng giá. Mới đây, một cậu bé 16 tuổi người Trung Quốc đã leo lên đỉnh Everest, trở thành người trẻ nhất đất nước này, chinh phục đỉnh núi cao nhất thế giới. Cậu bé đến từ Urumqi, thủ phủ của khu tự trị Duy Ngô Nhĩ Tần Cương, đã vượt qua những thử thách thể chất và tinh thần khi leo đỉnh Everest bất chấp cái lạnh cực độ, mức oxy thấp, những vách đá trơn trượt, gió mạnh, tuyết và băng dày. Tôi bị căng thẳng khi ở độ cao và đau đầu nặng hơn nhiều so với những gì người lớn có thể. Điều đó thật khủng khiếp. Tôi đoán có lẽ vì tôi còn là trẻ vị thành niên, chức năng não của tôi chưa phát triển đầy đủ như người lớn. Dù còn trẻ, Ankus đã là vận động viên leo núi cấp quốc gia. Mặc dù cậu bé có đủ tự tin sau những trải nghiệm nhưng vẫn gặp khó khăn với những thử thách khắc nghiệt khi chinh phục đỉnh Everest, điển hình như vách băng thẳng đứng. Đã có lúc Ankus kiệt sức, muốn từ bỏ, nhưng khi nghĩ về tất cả những nỗ lực đã bỏ ra, cuối cùng cậu bé đã tiếp tục leo lên. Vào ngày 19 tháng 5, sau nhiều cố gắng, Ankut cuối cùng đã chinh phục nóc nhà của thế giới, phá vỡ kỷ lục năm ngoái của một cô gái 17 tuổi ở tỉnh Hồ Nam. Ankut Disas bắt đầu học leo núi từ năm 7 tuổi, học trượt tuyết từ 8 tuổi và leo băng từ 9 tuổi. Vào tháng 7 năm ngoái, cậu bé và cha mình đã chinh phục đỉnh Mutak Anta cao 7.546m ở Tần Cương. Sau đó tháng 2 vừa qua, Ankut đã đặt chân lên đỉnh Siguaniang cao 5.025m ở tỉnh Tứ Xuyên. Vừa qua, Bộ Du lịch và Cổ vật Ai Cập đã khánh thành Bệnh viện Primaristan Al-Bunjat lịch sử, một trong những bệnh viện lâu đời nhất ở Cairo, sau quá trình cải tạo toàn diện. Sự kiện khánh thành bệnh viện Bimaristian Al-Muaat có sự tham dự của các quan chức Ai Cập và Mỹ. Tổng thư ký Hội đồng Cổ vật tối cao Mohamed Ismail đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đưa xã hội dân sự vào quá trình bảo tồn, đồng thời nhấn mạnh rằng việc phục hồi bệnh viện là một phần của sáng kiến phục hồi 8 tòa nhà lịch sử ở Cairo. Ý tưởng phục hồi cải tạo bệnh viện đến từ mong muốn tái sử dụng cơ sở này làm trung tâm văn hóa, khuyến khích cộng đồng địa phương tham gia và bảo tồn di sản, thêm vào đó giúp nâng cao trải nghiệm của du khách thông qua các dịch vụ giải trí, nghệ thuật và văn hóa. Đại sứ Mỹ tại Ai Cập cho biết, chính phủ Mỹ đã đầu tư hơn 140 triệu đô la tương đương 3.500 tỷ đồng vào việc bảo tồn di sản văn hóa của Ai Cập trong 30 năm. Bảo tồn những địa điểm cổ xưa là một cách bảo vệ tài sản cho sự phát triển kinh tế bền vững của Ai Cập và thúc đẩy sự tham gia cộng đồng vào du lịch bền vững ở thủ đô Cairo cổ. Việc mở cửa trở lại bệnh viện cổ đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc bảo tồn di sản văn hóa phong phú của nước này. Tác phẩm điêu khắc của họa sĩ hàng đầu thế giới người Nhật Bản Kusama vừa được trưng bày tại ga xe lửa Liverpool của thủ đô nước Anh. Đây là tác phẩm nghệ thuật công cộng thứ hai của bà Kusama dành cho London, sau công trình bí ngô bằng đồng quy mô lớn được trưng bày vào mùa hè tại công viên Hoàng gia Kensington. Đối với những người đi qua nhà ga đông đúc nhất ở Vương quốc Anh, một công trình gồm những quả cầu chấm bi màu bạc sáng bóng khiến họ bất ngờ. Tác phẩm điêu khắc có tên Tích lũy vô hạn, cao hơn 10 mét và rộng 12 mét, có tổng chiều dài khoảng 100 mét và không thể thiếu các họa tiết chấm bi, mang tính biểu tượng của họa sĩ Kusama. Tích lũy vô hạn là thiết kế bổ sung đặc biệt cho kiến trúc cảnh quan xung quanh khu vực nhà ga, vốn là trung tâm tài chính và kinh doanh nhộn nhịp, cũng như lối vào dịch vụ của tuyến Elizabeth mới cho nhà ga. Bà Kusama là nghệ sĩ phi thường, được quốc tế ca ngợi rất nhiều, và đây là tác phẩm lâu dài đầu tiên của bà ở Vương quốc Anh. Tác phẩm này được thực hiện để tạo hiệu ứng với môi trường cụ thể này, tôn thêm vẻ đẹp cho kiến trúc xung quanh nhà ga, thông qua bốn mái vòm bằng thép không gỉ, có độ bóng cao, phản chiếu rất tốt. Những quả cầu chấm bi có độ bóng cao tượng trưng cho những cá tính độc đáo, với những đường nét kết nối khiến người xem tưởng tượng ra những cấu trúc nền tảng của xã hội. Cơ quan giao thông London hy vọng
tác phẩm điều khắc công cộng sẽ thu hút sự quan tâm của những người sử dụng mạng lưới đường sắt của thủ đô. Với 6 tác phẩm nghệ thuật mới sẽ ra mắt trên mạng lưới tàu điện ngầm của London vào cuối năm 2024 như một phần của chương trình nghệ thuật trên tàu điện ngầm. Sau cơn sốt Capybara thì gần đây nhiều bạn trẻ ở Việt Nam và châu Á săn lùng các sản phẩm liên quan đến Labubu. Nhân vật này đã ra đời gần 10 năm, nhưng chỉ thực sự tạo nên cơn sốt khi thành viên Lisa của nhóm nhạc Blackpink sử dụng. Nhiều người không khỏi thắc mắc quái vật với đôi tai thỏ, hàm răng sắc nhọn này có gì mà lại thu hút đến như vậy. Labubu là nhân vật nổi tiếng nhất trong bộ sưu tập The Monster do nghệ sĩ Hồng Kông Ka Sing Lung sáng tạo năm 2015. Loại đồ chơi nghệ thuật này được lấy cảm hứng từ thần thoại Bắc Âu, là một quái vật nhỏ, răng nhọn, luôn muốn giúp đỡ nhưng lại vô tình làm điều xấu. Ở châu Á, ca sĩ Lisa của nhóm nhạc Blackpink Hàn Quốc được cho là đã thổi bùng cơn sốt món đồ chơi này qua các hình ảnh cô đăng tải trên mạng xã hội. Được lăng xê bởi người nổi tiếng, nhưng Labubu chính hãng vốn được sản xuất giới hạn, bán ngẫu nhiên nên càng gia tăng hiệu ứng hứng thú săn tìm. Theo đó, quái vật nhỏ được kinh doanh theo phương thức đặc trưng là bán theo bộ, dạng hộp mù. Chúng tôi hy vọng mọi người có thể duy trì sự tò mò như trẻ con. Từ các thiết kế của Labubu, chúng tôi muốn tích hợp văn hóa truyền thống của mình với các sản phẩm văn hóa được các thế hệ trẻ yêu thích như một cách để quảng bá với hy vọng. Trong tương lai, ngoài việc kế thừa văn hóa truyền thống, chúng tôi có thể hội nhập hơn mà vẫn giữ được bản sắc của mình. Cuộc săn mua Labubu đã gây nên nhiều ý kiến trái chiều. Có ý kiến cho rằng, mua Labubu với giá thành đắt, đó là sự hoang phí tiền bạc, chạy theo trào lưu, chỉ để thể hiện. Nhưng không ít ý kiến cho rằng, Labubu thể hiện sở thích cá nhân, tùy vào nhu cầu của mọi người. Một số ý kiến chỉ ra, trào lưu mua, sưu tầm Labubu chỉ là hiện tượng FOMO, thuật ngữ chỉ hội chứng sợ bỏ lỡ khi đứng ngoài trào lưu của đám đông. Một cuộc thi sắc đẹp ở Nam Phi đã đi vào lịch sử, sau khi người chiến thắng trở thành thí sinh khiếm thính đầu tiên đăng quang hoa hậu. Mia Lirop, 28 tuổi, được chẩn đoán mắc chứng khiếm thính khi mới 1 tuổi. Cô đã luyện nói, luyện nghe từ khi còn nhỏ để thích nghi với công việc và cuộc sống hàng ngày. Khi tôi 5 tuổi, mọi chuyện vẫn ổn vì tôi chưa nhận ra vấn đề gì lớn hơn với chứng khiếm thính của mình. Nhưng khi lớn lên, tôi dần hiểu rõ sự khác biệt và thích nghi với những thử thách xung quanh qua việc học cách phát triển những điểm mạnh của bản thân và làm tốt công việc của mình. Thành công của một thí sinh khiếm thính có thể tạo động lực cho các cuộc thi và tổ chức khác thay đổi quy định và chính sách của họ để tạo điều kiện cho sự hòa nhập và đại diện công bằng hơn cho mọi người. Sau khi đăng quang hoa hậu, Lee Rob đã nhận được phần thưởng là một căn hộ sang trọng đầy đủ nội thất, một chiếc xe hơi và 56.000 đô la Mỹ, tương đương 1 tỷ 400 triệu đồng. Trong thời gian tới, cô sẽ tiếp tục tham gia cuộc thi Hoa hậu Hoàn Vũ 2024, dự kiến được tổ chức tại Mexico City của Mexico vào tháng 11. Quý vị và các bạn vừa theo dõi những tin tức đáng chú ý trong nước và trên thế giới trong 24 giờ qua. Và như thường lệ thì ở phần cuối bản tin sẽ là những thông tin thời tiết đến từ biên tập viên Xuân Tú. Dạ vâng, xin mời anh. Vâng, xin chào trường quay, xin chào quý vị và các bạn. Thủ đô Hà Nội, những cơn mưa đang giảm dần, chỉ còn lui về đêm và sáng. Còn ban ngày trời tạnh ráo, có nắng với mức nhiệt cao nhất ngày chỉ khoảng 32 độ. Thời tiết đẹp, lại đúng dịp cuối tuần, thuận lợi cho quý vị xuống phố dạo chơi cùng người thân, thưởng thức những món quà của mùa thu Hà Nội. Ở miền Trung, thành phố biển Đà Nẵng, ngày cuối tuần lại tiếp tục có nắng nóng, với thời gian nóng nhất là từ 11 giờ trưa đến 16 giờ chiều. Quý vị nên hạn chế hoạt động ngoài trời, kể cả là tắm biển trong thời gian này. Về chiều tối, khả năng xuất hiện mưa dông nhiệt nhưng mà không kéo dài lâu. Còn ở phía Nam, hôm nay tại thành phố Hồ Chí Minh cũng có mưa rào và dông từ sau khoảng 15 giờ. Cục bộ có mưa lớn, cần đề phòng với dông sét và gió giật mạnh trong cơn mưa. Còn trước đó, trời nắng mây đan xen, mức nhiệt cao nhất trưa nay là khoảng 34 độ. Khép lại bản tin sẽ là dự báo chi tiết nhiệt độ các thành phố trong chiều và tối nay.
Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin cuộc sống 24 giờ sáng nay của chúng tôi. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.